Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục theo dõi Cà phê Ngày Mới sáng nay trên kênh VTC9 với tiểu mục quen thuộc vào lúc 7 giờ sáng, Cà phê Điểm Báo, nơi chúng tôi chọn ra một số đầu báo đáng chú ý để cùng quý vị chúng ta cập nhật thêm thông tin hoặc là các góc nhìn chuyên sâu từ các đồng nghiệp của chúng tôi tại các tòa soạn báo in. Và thưa quý vị, mở đầu tiểu mục Điểm Báo ngày hôm nay sẽ là một bài viết được đăng tải trên báo Tuổi Trẻ trang 5 liên quan tới vụ hàng chục công dân Việt Nam tháo chạy khỏi một cơ sở kinh doanh casino ở Campuchia. Thì một lãnh đạo đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh cho biết lực lượng chức năng của Campuchia đã tiếp nhận thêm 4 người dân Việt Nam, nâng tổng số người Việt thoát khỏi casino trong vụ việc lên con số là 71 người. Trong khi đó, thì hàng trăm lao động tự do ở Campuchia đang về nước sau khi xảy ra vụ việc nói trên. Và báo Tuổi Trẻ đã có bài viết với nhan đề là lao động Việt tháo chạy khỏi casino ở Campuchia, lừa đảo trong công ty ma. Phóng viên của báo Tuổi Trẻ đã có mặt tại khu casino Ba Vét, Mộc Bài, thị xã Ba Vét, tỉnh Svay Riêng, nơi 71 lao động Việt Nam đội mưa bất chấp nguy hiểm tháo chạy trước đó để tìm hiểu điều gì đã xảy ra với lao động Việt trên đất khách. Theo một lao động đã bỏ trốn thành công thì nguyên nhân họ bỏ chạy là do biết được chủ công ty có ý định bán lại toàn bộ nhân viên cho công ty khác sau khi đã bỏ trốn cùng toàn bộ tiền lương, hoa hồng của nhân viên. Thực tế, những lao động này làm cho các công ty ma bên trong khu Hai Con Voi được biết đến là tổ hợp casino Ba Vét Mộc Bài nằm cách cửa khẩu Việt Nam-Campuchia chưa đầy 500m. Họ cho biết công việc chính của mình là lừa đảo qua TikTok. Công ty hứa trả lương 20 triệu đồng một tháng nhưng luôn tìm cách trừ lương từ 5 đến 10 triệu đồng một tháng. Muốn về thì phải trả cho công ty 2.000 đô la Mỹ. Trong mỗi khu có hơn 5.000 người đang làm việc cho các công ty, đa số là người Việt Nam. Trong đó, không ít trường hợp bị lừa làm việc cho các công ty lừa đảo trá hình, bị áp bức mua bán qua lại. Một thông tin nhận được nhiều sự chú ý số mấy ngày hôm nay và sáng nay, số báo của báo Tuổi Trẻ lại tiếp tục đề cập. Đó là việc hô biến rau chợ thành rau ba sạch, được đăng trên trang 2, trang 3 của báo Tuổi Trẻ. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn nông sản sạch Hugo Farm có trụ sở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, việc mua gom rau ở chợ, rồi sau đó lại hô biến thành rau sạch, rau đặc tiêu chuẩn Việt Gáp, cung cấp cho các siêu thị hoặc cửa hàng tiện lợi vẫn diễn ra hàng ngày. Và trong bài báo này thì chúng ta đã được các phóng viên, các đồng nghiệp của chúng tôi tại báo Tuổi Trẻ đề cập một cách cụ thể hơn. Xin được trích đọc cùng quý vị. Cụ thể, cắt gọt lá vàng, lá bề sâu, loại bỏ những củ quả mềm xấu xí, cho vào bịch đóng gói, dán nhãn Việt Gáp, nhãn rau siêu sạch đã hoàn thành khâu biến rau thường thành rau sạch tại công ty này. Đầu tháng 8 năm 2022, với lý do tìm việc, phóng viên Tuổi Trẻ dễ dàng được tuyển vào vị trí là công nhân chế biến rau củ quả tại công ty trách nhiệm hữu hạn nông sản sạch Hugo Farm, số nhà 21 đường Tăng Bạc Hổ, phường 11, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Lương ban đầu là 3 triệu đồng một tháng, làm việc theo ca từ 16 giờ đến 22 giờ kể cả thứ bảy, chủ nhật. Trên mạng, công ty này giới thiệu Hugo Farm cung cấp thực phẩm tươi, xanh, sạch và an toàn đến mọi gia đình, không lấy hàng trung gian ở bất kỳ đâu. Công ty còn đưa thông tin là tự trồng với hệ thống khép kín, có nông trại tỉnh Tiền Giang, đồng thời liên kết với các nông trại uy tín tại Đà Lạt trồng trọt theo tiêu chuẩn hữu cơ, có bảo hiểm sản phẩm. Phóng viên đã có dịp cùng nhân viên của công ty này đi chợ đầu mối Hóc Môn để chứng kiến cảnh gom rau củ quả các loại về, rồi sau đó biến hóa, đóng gói, dán nhãn nơi chế biến, sản xuất cùng logo chuẩn Việt Gáp lên các sản phẩm chợ. Đáng chú ý, sau đó các sản phẩm này được đưa đến tại các cửa hàng ba sạch để tiêu thụ với mức giá cao hơn so với giá ở chợ nhiều lần. Thức ăn và nước uống là những thứ sát sườn với sức khỏe cũng như là tính mạng của những người dân. Thế nhưng ngay ở một khu đô thị lớn bậc nhất cả nước như là thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là tại một số khu nhà trọ thì vẫn còn phải sử dụng nguồn nước giếng khoan. Trong khi đó thì 98% trong số 160 mẫu nước giếng khoan được lấy xét nghiệm năm 2021 lại không đạt chuẩn vệ sinh. Nội dung này được phản ánh trên báo Pháp Luật Việt Nam trang 12 với nhan đề Nỗi lo nước giếng nhiễm bẩn. Pháp Luật Việt Nam cho biết, thực tế việc nước giếng thành phố Hồ Chí Minh nhiễm bẩn đã là vấn đề được cảnh báo từ nhiều năm trước. Các mẫu nước giếng được kiểm tra hầu như là có độ pH thấp, không đạt chỉ tiêu hàm lượng amoni E. coli hay là coliform tổng số. Nguyên nhân nguồn nước giếng thành phố Hồ Chí Minh ô nhiễm do nước thải ngấm vào nước ngầm hoặc là do bản thân nước lưu trữ sản sinh vi khuẩn. Đặc biệt là tại các khu vực có nhiều khu công nghiệp nơi sản xuất xả thải hoặc là các bãi tập kết rác. Theo các chuyên gia, việc nước giếng không đạt chuẩn vi sinh và hóa sinh dễ gây ra tác hại cho sức khỏe như là vấn đề về bệnh ngoài da, đường ruột, nhiễm trùng đường tiêu hóa, gây thiếu oxy trong máu và gây nguy cơ ung thư.
Bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền, Thành phố Hồ Chí Minh đặt ra mục tiêu cho năm 2022 giảm tỷ lệ thất thoát nước sạch dưới 18,46%, duy trì tỷ lệ 100% hộ dân được sử dụng nước sạch. Thành phố cũng lên phương án tập trung đầu tư mở rộng và cải tạo mạng lưới đường ống cấp nước. Liên quan đến một trong những nỗi đau đầu lớn nhất về giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và cả các tỉnh phía Nam lúc này vẫn là câu chuyện đưa đón trả khách rồi tắc trên tắc dưới tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Trong đó chúng ta thấy rằng là mỗi ngày sân bay Tân Sơn Nhất có gần 100.000 lượt khách đi đến, nhưng mỗi chuyến xe buýt lượng khách chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tại sao lại như vậy? Câu hỏi được đặt ra trên báo Giao thông số ra sáng nay, trang 2, trang 3 với tựa đề có cách nào hút khách đi xe buýt Tân Sơn Nhất? Chúng tôi xin được trích đọc cùng quý vị. Theo bài viết, việc tăng cường thêm các tuyến xe buýt vào sân bay để tăng thêm lựa chọn cho hành khách mỗi khi đi đến Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, các ý kiến cho rằng cách bố trí và thời gian dừng chờ của xe buýt ở sân bay khiến khách khó lựa chọn. Cụ thể, việc cho xe buýt chỉ dừng đổ 3 phút để đón trả khách như xe cá nhân là chưa hợp lý, bởi xe cá nhân chỉ một hoặc là vài người đi, trong khi xe buýt phục vụ nhiều người. Tính chất của xe buýt là phải có điểm đầu cuối, thời gian dừng chờ phải lâu hơn để khách có thời gian tiếp cận. Việc thay đổi thời gian xe buýt dừng chờ khách hoặc là tăng tần suất hoạt động nhiều hơn là những việc có thể điều chỉnh trong những ngày tới để hành khách tiếp cận với xe buýt dễ hơn. Tuy nhiên, một số ý kiến cũng cho rằng về lâu dài cần có những chính sách đồng bộ để hoạt động xe buýt sân bay Tân Sơn Nhất thực sự thu hút du khách. Bởi với hạ tầng hiện nay, khi lượng khách tăng lên không phải đáp ứng đủ nhu cầu cho xe cá nhân, taxi hay là xe công nghệ hoạt động. Thưa quý vị, tính đến ngày 2 tháng 9 thì giải ngân các chính sách hỗ trợ thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội sơ bộ đạt được 55,5 nghìn tỷ đồng, đạt 16% trong tổng gói hỗ trợ là 350 nghìn tỷ. Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn khó có thể tiếp cận với gói hỗ trợ này. Và nội dung cụ thể được đăng tải trên trang 6 báo Đoàn Kết với bài viết có nhan đề triển khai gói hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vẫn tồn tại nhiều rào cản. Cụ thể, tờ Đại Đoàn Kết cho biết, hiện nay doanh nghiệp vẫn chưa tiếp cận được thông tin. Doanh nghiệp lớn thì dễ dàng tiếp cận các chính sách hỗ trợ qua văn bản chính thức, còn doanh nghiệp nhỏ thì lại tiếp cận thông tin qua kênh phi chính thức nên rất đói thông tin. Bên cạnh đó, đối tượng thụ hưởng khó đáp ứng yêu cầu thủ tục hành chính, trong khi thời hạn thực hiện các gói hỗ trợ lại ngắn, chỉ trong có 3 đến 6 tháng. Ngoài ra, đối tượng hỗ trợ chỉ tập trung vào một số ngành nghề, trong khi nhiều ngành nghề đang thực sự khó khăn lại chưa được hỗ trợ kịp thời, trong đó có doanh nghiệp ngành du lịch. Các doanh nghiệp mong muốn tiếp tục được giảm chi phí cũng như các phương án giảm thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu. Giảm chi phí tiền điện, đầu vào rất quan trọng của doanh nghiệp, có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tiếp cận khoản vốn vay ưu đãi cho các doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước áp lực rất lớn khi phải có ít nhất 70% mặt bằng sạch từ nay đến giữa năm 2023 để đảm bảo khởi công dự án Vành đai 3 sớm hơn nửa năm so với kế hoạch ban đầu. Dự án phải giải phóng mặt bằng hơn 640 ha đất với gần 3.900 hộ dân bị ảnh hưởng. Phản ánh về dự án này, tờ Lao động số ra sáng nay có bài viết Dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh tạo kiểu mẫu về bồi thường tái định cư. Xin được trích đọc cùng quý vị. Bài viết cho hay trong khoảng 1.476 hộ phải bố trí tái định cư thì Thành phố Hồ Chí Minh là nơi gặp khó khăn nhất với hơn 740 hộ thuộc diện tái định cư liên quan đến địa bàn thành phố Thủ Đức, huyện Củ Chi, Hóc Môn và Bình Chánh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết sắp tới thành phố sẽ điều tra xã hội học để hiểu được đặc điểm sinh kế của người dân nhằm có chính sách hỗ trợ phù hợp. Thành phố cũng sẽ xin ý kiến người dân từ việc tái định cư khắc phục những vấn đề còn tồn tại. Thành phố mong muốn để tạo ra sự mẫu mực trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư giải phóng mặt bằng ở dự án đường Vành đai 3 để làm mẫu cho các dự án khác. Khép lại chuyên mục điểm báo sáng nay sẽ là một bài viết liên quan tới lĩnh vực thể thao. Thưa quý vị, trước ngày tạm biệt nước Pháp để về Việt Nam chuẩn bị cho hai trận giao hữu ở Thành phố Hồ Chí Minh, thì cầu thủ Quang Hải bảo là mình không ngủ được vì hồi hộp. Chưa bao giờ mà chàng trai Hà Nội lại thấy nhớ quê hương đến như vậy. Và anh đã thổ lộ nhiều điều với báo Thanh Niên trong ngày trở về. Cụ thể thì quý vị có thể tìm đọc bài viết cũng như là những ghi nhận về những cái cảm xúc của Quang Hải trên trang 20 của báo Thanh Niên. Anh cho biết về cảm xúc 3 tháng ở Pháp, sự cô đơn nhiều lúc bủa vây anh. Hải có chia sẻ rằng ở những thời điểm thấy nhớ nhà một cách quay quắt, mà có khi nỗi nhớ ấy chỉ giản đơn là nhớ một buổi sáng đẹp trời nào đó cùng bạn bè ngồi uống cà phê vỉa hè.
Quang Hải biết nếu những đồng đội của mình ở Power FC phải cố gắng một thì bản thân anh phải cố gắng gấp hàng trăm lần như vậy. Anh có thể rất giỏi ở Việt Nam, nhưng ở chân trời mới này, anh không là gì cả. Thời gian biểu của anh ở Pháp hầu như dành tuyệt đối cho công việc. Anh không có thú vui nào khác ngoài lên sân tập, về cũng tập, rồi sau đó lại tự đi chợ nấu cơm. Còn khi ở Việt Nam, anh nghiêm khắc với chính mình thế nào, thì khi sang Pháp, anh càng siết chặt kỷ luật với chính mình như vậy. Đối với nước lần này, thì cầu thủ Quang Hải sẽ phải đưa ra câu trả lời với huấn luyện viên Park Hang-seo, một câu trả lời cực kỳ khó khăn mà có thể anh sẽ phải đánh đổi nhiều thứ. Có thể dự AFF Cup vào cuối năm nay hay không? Trước mắt, khán giả đang mong chờ hình ảnh Quang Hải xuất hiện ở đội tuyển và chờ đợi sự bùng nổ của anh ở những trận đấu giao hữu với Singapore và Ấn Độ.